Hello, xin chào bác, em là Minh Tia Chớp và hôm nay em có về một chiếc Longines Choro Wrap bọc vàng 18K dày 200 micromet. Nếu mà nói về nhà Longines thì không thể không nói đến con quét. Bộ sưu tập có thể nói là một trong những bộ sưu tập bán chạy nhất của nhà Longines. Còn nếu mà nói đến bộ sưu tập con quét thì không thể không nói đến chiếc Longines mà các bác đang nhìn thấy ở đây, một chiếc bọc vàng dày tới 200 micromet. Đầy đủ tính năng trổ ráp cũng như là full, gần như là full lịch. Phải nói đây là một chiếc đồng hồ với cực kỳ nhiều tính năng và cái mức giá niêm yết của nó rất rất cao, tầm 140, 150. Nhưng mà hôm nay thì các bác chỉ cần phải bỏ ra là 58 triệu 500 ngàn để sở hữu một chiếc với hình thức đang còn rất mới như thế này. Nghe cái mức giá là đã mê đúng không bác? Không phải ngẫu nhiên mà cứ về lần nào thì lại hết lần đấy đâu các bác. Với cái mẫu Longines con quét này thì em có về cả mặt trắng này, mặt đen này, ngày xưa còn có cả vỏ thép cơ. Nhưng mà nói gì thì nói thì cái con mà bọc vàng mặt đen vẫn là cái con mà được anh em săn đón nhiều nhất. Dù gì cái bộ sưu tập con quét là một cái bộ sưu tập mà nó sẽ có cái nét gì đấy, nó khỏe khoắn, nó mạnh mẽ, nam tính. Vì vậy màu đen sẽ là cái màu nó sẽ hút hơn. Ở đây thì em sẽ có một cái thẻ của Longines các bác nhé. Con này thì date của nó là 16/9/2021 và mã hiệu của nó là L27985527. Serial number của nó là 4365507. Tính đến nay thì cũng đâu đó rơi vào tầm khoảng gần 3 năm rồi. Tuy nhiên hình thức ở chiếc đồng hồ này thì đang còn rất đẹp. Thế nên là nếu các bác đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ trong cái tầm giá loanh quanh 60 triệu đổ xuống nhé, mà nhất là anh em có cổ tay lớn một chút, thì đeo con này đảm bảo các bác đẹp không lối thoát. Cấu hình máy thì khỏi bàn đi, nói thật sự với các bác là cấu hình máy con này quá nhiều, kể miên man không hết luôn. Rồi thì con này còn hộp sổ sách các kiểu đầy đủ các bác ạ. Về như em nói thì đây là một chiếc đồng hồ với trang bị bọc vàng dày lên đến 200 micromet. Chúng ta có niềng, chúng ta có núm, chúng ta có dây thì đều được bọc vàng với độ dày là GC200, tức là dày lên đến 200 micromet, rất dày các bác nhé. Và bộ máy được sở hữu trên con này là L678.2, một chiếc đồng hồ với cấu hình máy phải nói khủng khiếp. Khủng khiếp luôn nhé, phải gọi là khủng khiếp ở trong cái tầm giá này, bởi vì thực sự các bác là nó quá nhiều tính năng. Nhiều khi các bác nghe không hết, có khi là cũng bị tẩu hỏa nhập ma với cái tính năng của con này đấy. Rồi thì chúng ta sẽ có một dây ba mắt và mắt chính giữa nó sẽ được bọc vàng dày 200 micromet, rất dày các bác nhá. Mạ mà cỡ khoảng độ 5-10 micromet đã dày rồi thì con này lên đến 200 micromet, các bác tưởng tượng nó sẽ dày như thế nào. Bấm mở chức năng này. Đây là một chiếc đồng hồ với trang bị khóa bướm đây. Về thiết kế của dòng con quét thì các bác sẽ luôn thấy đó là một phần càng thẳng và thon chạy dài này. Thiết kế viền kính thì ra bo sát ra bên ngoài. Đấy, núm thì kiểu dáng hình trụ khá là đẹp và thiết kế hai núm bấm Choro Wrap theo kiểu dạng dấu dế rất là ấn tượng ở đây. Núm cũng sẽ được bọc vàng các bác nhé. Niềng này nó sẽ được bọc vàng dày lên đến 200 micromet. Đó. Về kích thước size của con này thì đây là một chiếc đồng hồ dành cho những anh em cổ tay lớn một chút. Size của nó, size chuẩn của nó có rơi vào tầm khoảng 42. Sẽ là khá dày bởi vì con này là một con với vô vàn tính năng cho nên độ dày của nó sẽ rơi vào cỡ là 14.1. Tuy nhiên các bác phải để ý kính con này là theo kiểu dạng cuvette cho nên phần viền nó sẽ mỏng hơn đấy. Phần viền của nó rơi vào tầm khoảng hơn 13, 13.1. Tức là độ lệch viền cong của nó sẽ rơi vào cỡ là 1 mm. Tại sao kính của nó lại cong thì lát nữa em nói kỹ hơn nhé. Và lắc to lắc của con này thì nó rơi vào cỡ khoảng tầm 51 năm. Nói chung là với chiếc đồng hồ này thì anh em nên có cổ tay khoảng độ đâu đó rơi vào tầm khoảng 17. Đấy, càng của nó thì khá là cong vào ôm tay. Nhưng mà lên cổ tay 15.7 cm thì thú thật với các bác sẽ là hơi cố, bởi vì đây là một chiếc đồng hồ theo kiểu dạng sport bản to. Thế nên nếu anh em cổ tay nhỏ và vừa thì đeo nó sẽ hơi cố thật. Nhưng mà nếu các bác có cổ tay đâu đó khoảng tầm 17 thôi, 17 thôi, chỉ cần 17 thôi, bác sẽ thấy này, trông nó khác hẳn đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ với hơi hướng phải nói là cực kỳ khỏe khoắn. Rồi, kính sapphire nguyên khối được thiết kế theo kiểu dạng cuvette cong, các bác nhìn đấy nhá, kính của nó cong nhá. Và có phủ chống lóa hai lớp các bác nha. Kính trong vắt.
Tại sao nó lại làm kính cong thì xin thưa các bác là khi mà ánh nắng đi qua cái lăng kính cong nó sẽ được dàn đều lên trên mặt số và nó sẽ khiến cho cái mặt số của chúng ta trở nên sáng và sâu hơn rất là nhiều. Đấy, đó là tăng cái độ đẹp cho cái mặt số đồng hồ. Và bên ngoài thì chúng ta sẽ có một lớp phủ chống lóa, bên trong sẽ có thêm một lớp phủ nữa, cho nên cái mặt kính của chúng ta gần như là trong trong suốt các bác nhé. Phải nói là cái mặt kính của chiếc Longines của chúng ta thì không có gì để mà chê đâu ạ. Còn về thiết kế thì các bác có thể nhìn thấy này. Con này thì sẽ có màu đen nhám và thiết kế thì chúng ta sẽ có những cái vạch vân tích kẻ dọc từ trên xuống dưới, nó khiến cho chiếc đồng hồ chúng ta trở nên mạnh mẽ nam tính và bớt đi cái sự nhàm chán ở một chiếc mặt trơn. Cái phần viền xanh xanh ở ngoài đấy các bác có thể để ý thấy không? Đấy, nó hơi hơi xuất hiện đấy. Đó chính là lớp phủ AR chống lóa màu xanh dương rất đẹp. Và tất nhiên là thi thoảng nó mới lên thôi chứ không phải là góc nào nó cũng lên, cho nên là các bác sẽ thấy là thi thoảng cái mặt kính của chúng ta lại có một cái màu rất là lạ. Thì đó chính là màu của lớp phủ AR chống lóa các bác nhé. Và đúng với tinh thần của một chiếc con quét có hơi hướng đậm chất sport, vì vậy mà cọc kim của con này thì trông nó cũng không phải là nó quá nhẹ nhàng. Các bác có thể nhìn thấy là cọc kim của nó trông rất là dữ. Và hơn nữa thì nó có trang bị dạ quang cọc kim cũng khá là tốt. Nói chung là về cơ bản thì dạ quang của Longines con quét thì cũng không có gì để mà chê trong tầm giá đâu. Nhưng mà nếu mà soi với những cái mẫu mà đậm chất sport hay là diver thì dạ quang con này nó chưa tới. Nhưng mà nếu mà so với những cái mẫu gọi là cơ bản văn phòng đi làm thì dạ quang bọn này nó khá là ổn. Hơi tiếc là hôm nay nó không 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 có cái bóng tối để các bác có thể nhìn thấy rõ hết cái dạ quang màu xanh lá rất đẹp của nó. Nhưng mà nói cơ bản thì nó gọi là ở trong cái tầm gọi là trung trung bình khá. Toàn bộ kim này cũng sẽ được bọc vàng các bác nhé. Nói chung là nó sẽ có cái màu vàng hồng khá là giống với cái màu của thân vỏ bên ngoài, nó rất là đẹp. Và toàn bộ nó sẽ là vàng 18K rose gold các bác chú ý nhé, bọc dày lên đến 200 micromet, nó quá dày. Rồi bây giờ thì mà nói đến tính năng của con này, các bác nghe kỹ này, bởi vì nó quá nhiều tính năng để mà nói. Nói về chrono wrap đi. Chrono wrap nhé, để từ từ em lên code cho nó cái nào. Đây nhá. Nói về chrono wrap thì chúng ta có tính năng chrono wrap bấm giờ thể thao này. Đấy. Và cái tính năng này thì cái kim dây của kim chrono wrap nó nằm ở đây các bác chú ý nhé. Thế còn cái kim dây đồng hồ nó nằm ở đâu? Kim dây đồng hồ nó nằm ở đây này, nó đang di chuyển nho nhỏ ở cái góc 9 giờ đây này các bác này. Thì đó gọi là kim dây đồng hồ. Còn cái kim dây lớn này nó gọi là kim dây chrono wrap. Thì cứ quay được 1 phút các bác chú ý nhé, quay được 1 phút thì nó sẽ tích vào đây. Và cứ quay được 30 phút thì nó sẽ tích vào đây một vạch. Đấy các bác nhé, đây là hai cái sắp đầu chrono wrap đây. Đó, đó là tính năng chrono wrap bấm giờ thể thao. Và khi mà các bác muốn dừng lại thì các bác có thể ấn vào đây này và ấn vào góc 4 giờ để reset. Đó là tính năng chrono wrap, một cái tính năng khá là đắt đỏ của thế giới đồng hồ nhé. Rồi, thì bây giờ em nói về cái tính năng lịch. Cái tính năng lịch của con này nó mới gọi là khủng khiếp này. Chúng ta có lịch ngày này. Đây, các bác nhìn thấy cái vòng ngoài mà có một cái kim theo kiểu dạng mặt trăng này. Nó chỉ vào số 20, tức hôm nay là ngày 20 đấy. Thì nó sẽ kéo dài đến ngày 31. Tức là có những cái tháng thiếu thì các bác sẽ tự điều chỉnh nhé. Thì đây là lịch ngày, lịch thứ, lịch tháng. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái lịch nữa được gọi là lịch 24 giờ. Ví dụ như bây giờ là 10 giờ 10 thì các bác có thể nhìn vào đây để biết rằng đây là 10 giờ 10 trưa chứ không phải là 10 giờ 10 tối. Bởi vì nếu là 10 giờ 10 tối thì nó sẽ chỉ vào số 22. Đây các bác chú ý nhé. Đây gọi là kim 24 giờ và kim nhỏ phía bên trong nó chính là kim dây của đồng hồ nhé. Và cuối cùng đó là một cái kim à, một cái lịch nữa mà chúng ta sẽ không ngờ là nó cũng xuất hiện trên chiếc đồng hồ này, đó là lịch moon phase, lịch mặt trăng hay gọi là lịch âm. Đấy, các bác nhìn thấy con này nó quá nhiều tính năng chưa? Chrono wrap này, lịch thứ, ngày, tháng, 24 giờ lại lịch moon phase nữa. Nó quá nhiều tính năng đi. Nhưng mà nó lại rất là dễ thao tác thôi. Nói chung là về cơ bản thì nó sẽ có thêm một cái núm điều chỉnh ở đây để điều chỉnh lịch thứ. Còn lại thì những cái nốt khác thì nó cũng điều chỉnh như bình thường thôi. Đây các bác nhìn đó. Đấy. Đấy. Quay ngược là điều chỉnh moon phase này, quay xuôi thì điều chỉnh lịch ngày. Đấy. Còn nếu mà kéo ra hai nấc thì chúng ta điều chỉnh giờ đúng không ạ? Điều chỉnh giờ thì các bác để ý là khi mà điều chỉnh giờ thì cái lịch 24 giờ này nó cũng sẽ xoay theo giờ. Đấy. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có điều chỉnh lịch tháng thứ. Đấy. Rồi.
Và với một chiếc đồng hồ với quá nhiều tính năng như thế này và giá có 57 triệu à 58 triệu 500 ngàn thì thật sự là một cái mức giá nó rất là phải chăng. Một thương hiệu nó quá lớn ở thị trường Việt Nam đi. Con này thì chắc là cũng chỉ cần anh em có cổ tay lớn một tí nữa thì thôi, không có gì để mà bàn nữa. Thân thép không gỉ này, và hơn nữa thì các bác để ý là con này sẽ được bọc vàng GC200, tức là độ dày vàng lên đến 200 micromet. Kính sapphire có hai gạch phía dưới, tức là nó sẽ có phủ chống lóa hai lớp các bác nhé. Con này thuộc dòng classic của con quét này. Và bộ máy được sử dụng trên con này là L678.2, một con máy rất ngon, chữ cod low. Rơi vào tầm khoảng 45 tiếng. Tần số 28.800. Và độ sai số cho phép của bọn này nó quanh quẩn là 10 đến 20 giây một ngày, nhưng mà thông thường nó sẽ thấp hơn khá là nhiều. Một chiếc đồng hồ với trang bị vàng, chống lóa hai lớp, kính cuvette cong, rồi lại dạ quang, rồi full lịch, thêm chrono wrap nữa. Mà giá có bao nhiêu các bác? 58 triệu 500 ngàn. Hình thức thì đang còn rất mới, full hộp sổ thẻ. Cân nhắc các bác nhé, bởi vì đây là một cái mức giá nó rất tốt và cũng là một trong những cái mẫu bán chạy nhất của con quét. Cho dù cái mức giá nó không hề rẻ các bác nhé, nhưng mà người Việt Nam mình thì các bác biết rồi, cứ có tí vàng là thích rồi. Mà giá vàng thì bây giờ càng ngày càng cao đúng không các bác nhỉ? Rồi 58 triệu 500 ngàn, các bác nhé, bảo hành 24 tháng miễn phí tất cả các lỗi, riêng rơi vỡ bọn em hỗ trợ 50% và cam kết là đền gấp 10 nếu phát hiện hỏng phách. Mọi thông tin liên hệ em để phía dưới phần tiêu đề cũng như là mô tả. Tất nhiên là đối với những sản phẩm giá trị cao như thế này, mong các bác thông cảm, bọn em sẽ có yêu cầu cọc trước từ 15 đến 20% giá trị của đơn hàng. Cái này thì mong các bác thông cảm cho em mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.